Chào mừng các em học sinh lớp 9 trở lại với channel của thầy. Trong video ngày hôm nay, thầy giáo tiếp tục gửi tới các con nội dung của bài hình trong đề thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa thi vào ngày 26 tháng 12 năm 2021. Thì nội dung của đề bài như sau là: cho nửa đường tròn O đường kính AB bằng 2R, kẻ hai tiếp tuyến AX BY với đường tròn O. Điểm C di chuyển trên đường tròn O, C khác A và B. Tiếp tuyến tại C cắt AX BY lần lượt tại D và E, AE cắt BD tại Y và CY cắt AB tại H. Ý thứ nhất là chứng minh rằng CY song song với BE và Y là trung điểm của CH. Ý thứ hai là đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB tại K, chứng minh rằng KA nhân KB bằng CH nhân CO. Ý thứ ba là qua C vẽ đường thẳng song song với AB, cắt BY tại F. Gọi M là giao điểm của AF và BC. Hãy xác định vị trí của C trên đường tròn O để diện tích tam giác ABC là lớn nhất. Hãy tính giá trị lớn nhất đó theo R. Thì các con thân mến, thì đây là một trong những cái bài hình mà khá là quen thuộc. Nhìn vào hình chúng ta thấy rất là quen. Vậy thì nó khó hay là nó rẻ hay là nó quen thuộc đối với chúng ta? Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi video để chúng ta tìm hiểu cái bài hình. Thì ý thứ nhất là chứng minh rằng CI song song với BE. Thì câu thứ nhất gồm hai ý. Là ý thứ nhất chứng minh rằng CI song song BE, và ý thứ hai là Y là trung điểm của CH. Thì đây là một trong những cái bài khá là dễ đối với các bạn học sinh. Chắc chắn là các bạn đã một hai lần, vì nó liên quan đến lớp 8. Lớp 8 chúng ta đã làm bài này. Thì để chứng minh cho CI song song với BE thì chúng ta sử dụng định lý Tales đảo. Ý thứ nhất chứng minh rằng CI song song với BE. Thật vậy ta có là theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau thì ta phải có là AD bằng DC và CE bằng BE. Mặt khác ta lại có AD song song với BE, ta có là AD song song với BE. Thì theo hệ quả của định lý Tales ta có là DI trên IB. DI trên IB bằng DI trên IB bằng AD AD trên BE. Nhưng mà từ ở trên chúng ta thấy là AD bằng DC còn CE bằng BE, do đó là nó sẽ bằng là DC trên CE. Vậy thì DI trên IB, DI trên IB bằng DC trên CE. Do đó là theo định lý Tales đảo thì ta có là CI song song với BE. Cái này theo Tales đảo. Theo định lý Tales đảo ta có điều đó. Khá là dễ thôi. Rất nhanh là chúng ta sẽ làm được ý này. Tiếp tục chúng ta sẽ đi chứng minh cho Y là trung điểm của CH. Thì đây cũng là một bài quen trong cái bài bổ đề hình thang. Thì ta đã có là CI song song với BE. Đấy. CI song song với BE thì theo định lý Tales ta sẽ có là, cái này là theo hệ quả đấy, là CI trên BE sẽ bằng là DI trên DB. Ta có CI song song với BE, thì là CI trên BE sẽ bằng DI trên DB. Lại có IH, IH cũng song song với BE. IH song song với BE. Từ đó suy ra là IH trên BE. Rồi IH trên BE sẽ bằng AI trên AE. Mặt khác ta lại có này, ta lại có vì là DI trên IB
lại bằng AI trên IE. Theo tính chất của tỷ lệ thức thì ta có là DI trên DI cộng IB bằng AI trên AI cộng IE. Như vậy từ đây ta sẽ suy ra được là DI trên DB DI trên DB bằng DI trên DB chính là bằng AI trên AI. Do đó là kết hợp lại ta sẽ thấy rằng là từ đó suy ra được là CI trên BE sẽ bằng CI trên BE sẽ bằng là IH trên BE. Và cùng mẫu lại BE rồi thì suy ra là CI bằng IH. Ta được điều chứng minh. Như vậy rất nhanh chóng là chúng ta đã làm xong ý thứ nhất. Các em thân mến, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý thứ hai của bài hình này. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB tại K, chứng minh rằng KA nhân KB bằng CH nhân CO. Thì chúng ta dựa vào tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Nếu như thầy giáo gọi cái AK là X và BK là Y, thì ta cũng suy ra được AQ cũng là X và BP cũng là Y. Và tiếp tục ta sẽ đặt là CQ bằng Z thì CP cũng bằng Z. Thì ta có là 2X cộng 2Y cộng 2Z là bằng AB cộng AC cộng với BC. Tuy nhiên là ta thấy rằng là 2Y cộng với 2Z đấy, 2Y cộng 2Z này chính là bằng 2 lần CB. Đấy. Do đó là ta có là 2X sẽ bằng AB cộng AC cộng với BC trừ đi 2Y cộng Z trừ đi 2Y cộng Z bằng AB cộng AC cộng BC trừ đi 2 lần BC. Do đó nó bằng AB cộng AC trừ BC. Tương tự như vậy, 2Y sẽ bằng 2Y sẽ bằng cùng AB cộng AC cộng BC trừ đi 2 lần X cộng Z. X cộng Z chính là CA đúng không? Như vậy cái này sẽ bằng AB cộng BC trừ CA. Đấy. Và do đó là cái này 2X này chính là bằng 2 lần AK và cái này là bằng 2 lần BK. Vậy thì từ đó ta sẽ suy ra được là 4 lần AK nhân BK sẽ bằng cái tích AB cộng AC trừ BC thừa số cho AB cộng với BC trừ đi CA. Chúng ta chỉ nhân ra thôi. Bây giờ nhân ra, khá là dài. AB bình phương, cộng AB nhân BC trừ AB nhân CA cộng AC nhân AB cộng AC nhân AB cộng AC nhân BC. AC nhân trừ đi CA bình phương. Tiếp tục trừ đi AB nhân BC. Trừ đi BC bình phương. Và cộng với
BC nhân AC. Thì thu gọn là thu gọn ta sẽ được, thu gọn ta sẽ được gì đây? Thu gọn ta sẽ được là 4 lần KA nhân KB. Thì chúng ta chú ý này, chú ý này. AB bình thì theo định lý Pythagore là AB bình bằng AC bình cộng với BC bình. Do đó là AB bình này, trừ đi AC bình trừ đi BC bình này. Cái này là hết. Đấy. Đấy. Tiếp tục thu gọn, thu gọn ta sẽ được là AB nhân BC. AB nhân BC, cái này triệt tiêu tiếp, AB nhân BC hết này. Trừ AB nhân CA. Nào, AB nhân CA đây, triệt tiêu luôn nào. Như lại như vậy là còn lại là AC nhân BC cộng với BC nhân AC. Như vậy nó sẽ bằng 2 lần. Bằng 2 lần AC nhân BC. Như vậy từ đây suy ra là 2 lần KA nhân KB sẽ bằng AC nhân BC. Tuy nhiên là AC nhân BC là thì chính là bằng CH nhân AB. Đúng không? Bằng CH nhân AB. Cái này chính là bằng CH nhân với AB. Đây. AC nhân BC. Đây là gì? AC nhân BC chính là bằng CH nhân AB. Mặt khác ta lại thấy rằng là AB này lại bằng 2 lần CO. Rồi, do đó là bằng CH nhân với 2 lần CO. Rút gọn hai hai vế, rút gọn hai hai vế thì ta được KA nhân KB chính là bằng CH nhân CO. Ta được điều phải chứng minh. Em thân mến, chúng ta cùng tìm hiểu ý thứ ba. Qua C vẽ đường thẳng song song với AB. Đường thẳng này cắt BI tại F. Gọi M là giao điểm của AF và BC. Xác định vị trí của C trên đường tròn O để diện tích tam giác AMB là lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó theo R. Thì đây là một câu tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng định lý Thales. Thì ta có là BM. Ta có BM. Trên MC sẽ bằng bằng AB trên CF. AB trên CF. Tuy nhiên là CFBH lại là hình chữ nhật nên cái này nó sẽ bằng bằng AB trên BH. Đấy. Sử dụng tính chất của tỷ lệ thức ta sẽ suy ra được là BM trên BM cộng MC chính là bằng AB trên AB cộng BH. Từ đây suy ra được là BM trên BC sẽ bằng AB trên AH cộng BH. Thì áp dụng hệ thức trong tam giác vuông thì BH BH là chính là bằng BC bình trên AB. Như vậy từ đây ta sẽ suy ra được BM sẽ bằng AB nhân BC. Cái này là AB cộng BH trên AB cộng BH thì chính là bằng BC bình. BC bình trên AB. Và quy đồng lên ta sẽ được là quy đồng lên ta sẽ được là AB bình nhân BC trên AB bình cộng AC bình phương. Và tiếp tục biến đổi ta có lại bằng AB bình nhân BC trên AB bình thì chúng ta lại thấy rằng là theo định lý Pythagore ta có nó bằng là nó sẽ bằng là AC bình cộng BC bình tiếp tục cộng với AC bình và bằng AB bình nhân với BC trên 2AC bình cộng BC bình.
khi đó hai lần diện tích tam giác AMB suy ra là hai lần diện tích tam giác AMB chính là bằng AC nhân với BM. Đấy. Chính là bằng AC. AC nhân với BM. Thì diện tích thì bằng đường cao nhân với cạnh đáy là đúng rồi gì đó các bạn. Như vậy là bằng AC nhân với BM. Thì thay vào đây ta sẽ được là bằng AC nhân với AB bình nhân với BC trên 2AC bình cộng với BC bình. Thì áp dụng định lý Pythagore, thầy giáo xin lỗi, áp dụng bất thức Cauchy ta sẽ có là theo Cauchy ta có 2AC bình cộng BC bình sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 căn bậc 2 của 2AC bình nhân BC bình. Thì cái này bằng 2 căn 2 nhân với AB nhân với AC. Từ đó chia ra 2 lần S của AMB sẽ bằng, sẽ lớn hơn hoặc bằng, à bé hơn hoặc bằng vì mẫu lớn hơn nó sẽ bé hơn hoặc bằng AC nhân AB bình nhân với BC tất cả trên A, trên 2 căn 2 nhân với AC nhân với BC. Thì rút gọn đi, rút gọn AC với BC đã được là từ đây chia ra được là 2S của AMB bé hơn hoặc bằng AB bình phương trên 2 căn 2. Hay suy ra là S của AMB bé hơn hoặc bằng 4R bình phương, 4R bình phương trên 4 căn 2. Và cái này bằng R bình phương trên căn 2. Từ đó ta sẽ suy ra được mắc của nó. Từ đó suy ra là mắc của S AMB chính là bằng R bình phương trên căn 2. Đạt được khi chắc chắn là khi dấu bằng xảy ra ở Cauchy này, này. Khi khi cái BC này căn 2 B, căn 2 AC bằng BC, hay nói cách khác là AC, AC trên BC sẽ bằng căn 2 trên 2. AC trên BC bằng căn 2 trên 2. Từ đó ta có thể suy ra được diện tích tam giác AMB lớn nhất chính là bằng R bình phương trên căn 2. Và đạt được khi dấu bằng xảy ra ở bất thức Cauchy. Bất thức Cauchy. Dấu bằng xảy ra khi là 2AC bình phương bằng BC bình phương. Và khi đó là căn 2AC chính là bằng BC. Và AC trên BC. Và theo định lý Pythagore thì ta có là AC bình phương cộng BC bình phương chính là bằng 4R bình phương. Tuy nhiên là BC bình phương thì bằng 2 lần AC bình phương. Như vậy cái này chính là bằng 3AC bình phương bằng 4R bình phương. Từ đó ta suy ra được là AC bình phương chính là bằng 4R bình phương trên 3. Và AC tính sẽ được là bằng 2R căn 3 trên 3. Đấy. Như vậy vị trí của điểm C là cách điểm A một khoảng là 2R căn 3 trên 3. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài hình ngày hôm nay. Đây là một trong những cái bài khá là khó, đặc trưng của đề thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa. Chúc các em có kết quả tốt nhất và thành công trong kỳ thi rất là khó khăn này.
Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.